án bộ xương trên gác mái, con trai mất tích 10 năm cuối cùng tìm thấy ở nơi không ngờ tới. Theo dõi kênh Chú Đọc Truyện trên Lotus để xem được video sớm nhất nhé. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện nào. Tháng 3 năm 2006, người phụ nữ họ Từ sống trong ngôi làng ở Từ Khê đã phát hiện một sự việc chấn động. Cô Từ chưa biết, lúc đó cô đang dọn dẹp trên gác mái thì phát hiện một chiếc vali cũ bị đóng bụi trong thời gian dài. Tò mò không biết bên trong là gì, cô Từ nhờ người nhà giúp kéo vali xuống. Sau khi mở ra, cô tá hỏa phát hiện bên trong là một bộ xương người. Ngay lập tức, cô Từ đã báo cho cảnh sát Từ Khê. Sau khi điều tra mới biết, hóa ra con gái của cô Từ, Từ Đan, đã giết bạn trai cũ, rồi phân xác, giấu trên gác mái. Khi hỏi đến vụ việc này, dân làng ở gần nhà cô Từ cho biết, họ từng đến nhà và thấy mùi hôi lạ. Lúc đó họ nghĩ rằng đó là mùi hôi của con mương phía sau nhà, không hề nghĩ rằng trong nhà có thi thể người chết. Thôi Quốc Hoa, một nhân viên cảnh sát hình sự cao cấp của Sở Cảnh sát và Đội Điều tra Hình sự tỉnh Chiết Giang nhớ lại rằng, khi đem chiếc vali này về tiến hành điều tra ghép xương, thì xác định đây là một người đàn ông có chiều cao 1m75, cân nặng là 65kg. Làm thế nào mà một người phụ nữ cao 1m6 như Từ Đan có thể sát hại người đàn ông cao 1m75? Hung thủ có đồng phạm hay không? Sau khi kết thúc điều tra, cảnh sát đã xác nhận toàn bộ quá trình gây án đều do một người ra tay. Được biết, căn nhà của cô Từ là căn biệt thự được xây dựng từ năm 1994. Từ đó đến lúc phát hiện bộ xương, gia đình chưa bao giờ lên gác mái. Sau khi cảnh sát nhận được tin báo, đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Trong vali, thi thể được chia thành nhiều mảnh, được để cùng với quần áo. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một danh thiếp và một thẻ ID. Cả hai thẻ này đều thuộc về người tên Hồ Kiến Minh. Vào ngày 18 tháng 12 năm 1996, Hồ Kiến Minh đột nhiên mất tích. Gia đình Hồ Kiến Minh cho biết, hôm đó anh đi dự đám cưới của người anh em họ, rồi đi đến quán rượu với nhóm bạn. Trong lúc vui chơi, có người nói với Hồ Kiến Minh rằng đã nhìn thấy bạn gái cũ của anh cùng người đàn ông khác chụp ảnh cưới. Hồ Kiến Minh không tin, liền vội vã rời khỏi quán rượu. Từ đó không còn ai thấy anh xuất hiện nữa. Bạn gái cũ của Hồ Kiến Minh là Từ Đan. Hai người khi đó đã chia tay được một thời gian, nhưng vì còn yêu nên Hồ Kiến Minh không chấp nhận sự thật người yêu đi lấy chồng. Lúc đó, gia đình Hồ Kiến Minh cũng đã đến nhà Từ Đan hỏi thăm tình hình của con trai. Từ Đan nói, anh ấy có đến tìm cháu, nhưng chúng cháu cãi nhau và anh ấy đã bỏ đi. Nghĩ đến đôi trẻ sau khi chia tay ít nhiều cũng đau khổ, nên gia đình họ Hồ không muốn làm phiền Từ Đan, cũng như nghĩ rằng con trai Hồ Kiến Minh muốn bỏ trốn khỏi nơi này để trốn tránh nỗi đau chia tay. Trong vòng một năm sau đó, gia đình không liên lạc được với Hồ Kiến Minh. Họ chỉ nhận được thông tin về Hồ Kiến Minh thông qua Từ Đan. Cô bảo rằng có người quen nói rằng Hồ Kiến Minh đang làm việc ở Hàng Châu. Tuy nhiên, dù thế nào thì gia đình vẫn không thể liên lạc được với con trai. Không ai ngờ rằng, 10 năm sau, gia đình lại nhận được thi thể của con trai ở nhà bạn gái cũ trong tình trạng chỉ còn bộ xương. Và hung thủ lại chính là bạn gái cũ. Gia đình tự hỏi vì sự thù hận nào đã khiến Từ Đan ra tay tàn độc như thế. Lúc này, Từ Đan là nhân viên của phòng giáo dục thành phố Từ Khê. Cô đang có một đứa con 9 tuổi và có một gia đình hạnh phúc. Khi Từ Đan bị đưa lên xe cảnh sát, những người xung quanh không thể tin vào mắt mình. Trong quá trình thẩm vấn, Từ Đan đã kể lại toàn bộ vụ án mạng. Sau khi rời khỏi quán rượu, Hồ Kiến Minh đã đến nhà Từ Đan để hỏi chuyện ảnh cưới. Hồ Kiến Minh đã lên phòng ngủ của Từ Đan trên tầng 2 và cả hai có xảy ra tranh chấp gay gắt về vấn đề này. Trong lúc tức giận, Hồ Kiến Minh đã xé giấy đăng ký kết hôn của Từ Đan. Từ Đan nói rằng Hồ Kiến Minh đã đánh đập và bắt cô pha thuốc ngủ vì cô quá sợ hãi nên đã làm theo lời Hồ Kiến Minh. Sau khi uống thuốc ngủ, Hồ Kiến Minh ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau, Từ Đan phát hiện ra anh đã chết. Vì quá sợ hãi nên Từ Đan đã phân xác và giấu trên gác mái. Ngày 26 tháng 5 năm 2006, Tòa án cấp cao thành phố Ninh Ba đã chính thức khởi tố bị cáo Từ Đan với hành vi giết người có chủ đích. Đứng trước tòa, Từ Đan không hề thừa nhận hành vi cố ý giết người của mình. Cô nói rằng xác chết của Hồ Kiến Minh khiến cô sợ hãi, không biết phải làm gì nên đã dùng búa rìu phân xác. Trong quá trình thẩm vấn, Từ Đan có khai nhận đã dùng dây cáp điện thoại để siết cổ Hồ Kiến Minh. Nhưng trong phiên tòa, cô ta nói rằng mình dùng dây cáp để buộc túi vải chứa thi thể, không dùng nó để siết cổ Hồ Kiến Minh. Trong 8 lần thẩm vấn ở giai đoạn điều tra sơ bộ ban đầu, cảnh sát đã xác nhận rằng Hồ Kiến Minh chết do bị siết cổ bằng dây cáp điện thoại sau khi bị Từ Đan cho uống thuốc ngủ.
Tuy nhiên vào thời điểm đó, do mức độ nghiêm trọng của vụ án nên tòa án cấp cao chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Ngày 7 tháng 6 năm 2006, tòa án đã ra phán quyết sơ thẩm kết án tử hình đối với bị cáo Từ Đan về tội giết người có chủ đích. Tuy nhiên sau đó, Từ Đan đã từ chối chấp nhận phán quyết này và tiến hành thủ tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao tỉnh Chiết Giang. Ngày 30 tháng 6 năm 2006, Tòa án Tối cao tỉnh Chiết Giang từ chối kháng cáo và giữ nguyên bản án cũ. Bạn sẽ hành xử thế nào sau khi chia tay và có người mới, nhưng người cũ vẫn đeo bám và gây khó dễ? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video nhé! Và đừng quên like, subscribe và follow các kênh của Chú Đọc Truyện ở trên Lotus, Facebook và YouTube nhé! Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo với giọng đọc của Chú Đọc Truyện.